đói cũng cũng ăn. Nuôi được hơn một năm này hôm nay mất dạng, mình ngồi trong này nó cũng xuống ăn. Cách chừng 1 mét thôi, thì chứ mình tới gần sát thì nó cũng bay, mình cách 1 mét thôi, cũng xuống này. Ăn xong chạy qua nhiều uống nước, qua một phương pháp màu trắng, này cua Việt, cua cường cua Việt. Được 6 đô nữa thành 14 con. Có con nó dạng chứ con nó cũng sợ. Cái dòng cua này nó nhiều khi nó cũng nhát. Mình để cho nó ra đó mình bỏ vô cái nó xuống nó ăn, chứ còn nó no nó thấy mình nó cũng phi lên trên cao nữa rồi. Quá trời luôn. Cũng đuổi nhau cắn nhau. Thằng cua Pháp một trắng thì lẹ loài hơn mình. Mà cái nó này mai nó có bắt đôi với lại cua Việt không? Đó quá thích đánh lại. Để cho nó hơi đói mình đem đũa vô thì nó bạo dạn xuống ăn thôi, cho nó no mình ngồi đây nó cũng không dám xuống đâu, nó đói quá rồi nó buộc phải xuống ăn thì nó xuống được. Xuống cái em này sợ bay lên trồng có cái cây ổi nữa ra lá non nhiều luôn quặt hết. Con này nuôi mà nếu mình cứ vô mình ở gần nó hồi cái nó cũng dạng mà nó cũng biết bệnh lắm. Này vậy đó. Ăn là lâu lâu bỏ cát luôn, nó ăn cát tiêu hóa tốt hơn, nó không biết bị cái đường ruột. Còn mấy anh đứng trên nó nhớ mình xuống mà thấy mình ngồi đang sợ nó nhớ xuống. Đi xuống những đồng quá cũng không nó lại đánh nhau đói vậy ăn đi, mình đánh nhau là mình tranh giành nhau nguyên một hộp nó tha hồ mà ăn. Đấy, để xuống.
này xuống anh đi nhảy lên. Anh ghi lại đi vù máy. Vậy nhưng mà tới lúc mà nó đẻ trứng có con rồi á, thấy mọi người nói là mình lên là nó bỏ tổ, nhưng nó quen rồi lên giờ nó ra coi trứng nó còn đánh mình nữa, chứ nó đâu có phải là nó sợ rồi. Nhiều khi nó trứng nó không, nó bỏ nó ra, nhưng mình ra rồi cái cũng xua vô nó hấp lại. Dòng này nuôi nó cũng vẫn nhát hơn là con cua Pháp thu nhập. Nuôi từ chim con lên như nữa nó cũng thấy mình gần nó cũng vẫn bay. Ngồi đây vậy chứ mà bước tới một cái là nó bay mất tiêu. Nó mập con nào cũng rồi, nó cầm nuôi thịt to như con bồ câu. Anh lại đánh nhau với cha, cha trời ơi kìa, anh kia nghe nghe rồi rồi đánh qua đánh lại rồi cũng dành miếng ăn không à. Ủa anh này anh lên sau mà anh đánh hết mấy con kia đi luôn, anh gan hè, không mình anh mà đánh hết luôn, mới xuống mà anh đánh hết bài kia đi luôn. Mình bước tới anh đưa cánh ra rồi về này, chim con mới được có 7 tháng mà trứng còn to dữ vậy. Con này trống đó, nó còn sâu lên nè, cũng về đánh nhau đó, đó đó cũng vì miếng ăn có hai đứa không. Đông ăn thì sao giờ có hai đứa mà cũng đòi đánh nhau nữa đâu thôi. Anh chuẩn bị lên đó. Lên mà chờ con kia rồi nhảy qua rồi ăn đi, ăn mà kênh nhau kiểu này thôi. Nhìn cái bộ nó đẹp như sợ. Trống có cảm giác không biết có đúng không, nhưng mà nhìn nó có vẻ đậm màu hơn con mái. Hai anh này đứng này chờ con về đây rồi mới nhấn xuống. Xuống thế nơi ăn lại đánh nhau.